Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về tin đồn bà Nguyễn Thị Kim Tiến, 63 tuổi ở Việt Trì, Phú Thọ, tự chữa cho mình khỏi bệnh ung thư vòm họng bằng cách ăn cỏ dại. Sau 23 năm kể từ ngày phát bệnh, đến nay bà vẫn khỏe mạnh và bà dùng bài thuốc của mình để đi chữa bệnh cho nhiều người. Mỗi thang thuốc bà bán với giá 50.000 đồng. Ngoài ung thư vòm họng, bà Tiến nhận tư vấn bốc thuốc cho đủ mọi loại bệnh, từ ung thư dạ dày, ung thư vú đến cả bệnh trĩ. Điều lạ là bà không hề có một chút kiến thức nào về đông y, nhưng vẫn tự nhận tư vấn bốc thuốc. Sư Thích Thanh Phong này với lại bố của bác ấy thì có truyền lại cho bác những cái bài thuốc hay là kinh nghiệm về cây thuốc hay cái gì không ạ? Không, tôi không biết là nó làm gì, tôi chỉ biết nó là một cái cây đấy là rau ăn không chết người. Hiểu chưa? Nên là rau ăn không chết người. Bác không muốn xấu, nhưng mà tôi không biết. Mấy chú bảo là bây giờ tác dụng của cái cây, nó bảo cây bây giờ ai là tôi tại cái chồng con chả biết, con mình chả biết làm sao. Tôi không biết là cái gì hết, đến bây giờ tôi cũng không biết là cái gì hết. Bây giờ tôi vẫn biết nó là cái cây ấy là thuốc không độc, tức là mình ăn không cỏ, đừng ăn cái gì độc. Vâng. Thế là tôi biết thôi, chứ còn tôi không biết tác dụng của cái cây.